Ở các làng chăm của tỉnh Ninh Thuận, do thời gian nghỉ hè kéo dài nên khi bước vào năm học mới, nhiều học sinh dễ quên những kiến thức đã học cũng như thường tham gia vào các trò chơi không lành mạnh. Hiểu được điều này, 5 năm nay, những sinh viên là con em người chăm đang theo học tại các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh đã về lại địa phương tổ chức những lớp tình nguyện hè cho tất cả con em trong làng. Khán giả Á Đông có số điện thoại 0917 3 số cuối 880 chia sẻ. Cách làm này không chỉ giúp cho nhiều học sinh nghèo ở địa phương củng cố kiến thức mà lớp học còn tạo ra một sân chơi bổ ích trong những ngày hè. Năm nay lên lớp 11, em kiều nữ Xuân Hiên ở làng Chăm, Thành Tín, huyện Ninh Phước bị mất căn bản ở một số môn học như toán và hóa học nên em rất khó khăn trong quá trình tiếp thu bài trên lớp. Từ đó kết quả học tập của em không được như mong muốn. Từ khi tham gia lớp ôn hè do chính các anh chị sinh viên trong làng tổ chức đã giúp em lấp đầy lỗ hổng kiến thức. Dần dần, chỉ trong thời gian ngắn, em đã nắm chắc kiến thức và tiếp thu bài học nhanh hơn. Môn hóa, em không biết viết phương trình, với lại tính số môn. Nhờ mấy anh chị dạy mà em biết viết phương trình, với lại tính số môn. Kết quả môn hóa đạt được kết quả cao hơn, điểm cũng cao hơn lúc trước. Còn môn toán thì về mô hình thì em không biết làm bài tập, nhờ mấy anh chị dạy mà em biết làm bài tập, với lại kết quả đạt được cao hơn lúc trước. Em Đồng Duy Phương là một trong số các sinh viên đứng lớp ôn tập hè cho các em học sinh chăm trong làng chia sẻ. Cách đây 5 năm, em đã từng tham gia lớp ôn tập hè do các anh chị khóa trước tổ chức. Nhờ lớp ôn tập hè, em được các anh chị khóa trên chia sẻ kinh nghiệm cách ôn tập, làm bài thi tuyển vào đại học, cũng như định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng. Nhờ vậy mà em đã trúng tuyển vào Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là thuộc dạng làng chăm ở vùng miền núi, không có điều kiện để vô thành thị học thêm. Đường xá khó khăn, nhất thiết là gia đình không đủ trang trải xe đạp hoặc là tiền bạc để các em đóng thêm học phí. Thì sinh viên ở quê nhà tổ chức thành lập ra một phong trào, cái này gọi là hè tình nguyện, để giúp các em học thêm, trang bị kiến thức cho các em để sau này các em vẫn bước trên con đường học tập. Với mục đích củng cố và nâng cao kiến thức, lớp học ban đầu chỉ có vài em học sinh, nhưng với sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của nhóm sinh viên dân tộc Chăm, đến nay lớp học đã thu hút hơn 100 em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, theo học với các môn như toán, lý, hóa, sinh, ngoại ngữ. Ngoài việc ôn tập kiến thức phổ thông, các sinh viên tình nguyện còn hướng dẫn, tổ chức những buổi sinh hoạt cộng đồng, nhất là những trò chơi dân gian Chăm. Mục đích trọng tâm để mấy em mở mấy lớp học hè chính là để cho các em củng cố kiến thức, hệ thống lại kiến thức và để cho các em ý thức hơn và nói chung là giản hơn trong việc học. Thưa quý vị khán giả, Á Đông chia sẻ, qua 5 năm tổ chức, những lớp ôn tập hè của các sinh viên dân tộc Chăm đã giúp cho nhiều học sinh mất căn bản, tự tin hơn trong học tập. Đội ngũ đứng lớp không ai khác chính là các sinh viên Chăm trong làng đang theo học tại các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Những đóng góp của các bạn sinh viên dân tộc Chăm trong mùa hè, trong ngày hè cho thấy sự năng nổ tình nguyện vì cộng đồng. Bởi hơn ai hết, các em hiểu được những khó khăn mà những học sinh ở làng Chăm nơi đây đang gặp phải.